một hai ba, cái này là nhân của tiểu học, là nhân bình thường thôi, 9 5 1 nhân với 2 3, 1 nhân 3 bằng 3, 5 3 15, biết 5 nhớ 1, 9 3 2 7 nhớ 1 2 8, 1 2 là 2, 5 2 là 10, 0 nhớ 1, 9 2 18 nhớ 1 19, 3 7 8 1 2 47 nhân với 273, 7321 viết 1 nhớ 2, 43 12 nhớ 2 14, 7749 viết 9 nhớ 4, 4728 nhớ 432, 7214 viết 4 nhớ 1, 4218 nhớ 1 là 9, 1 3 3 4 là 7 8 12. Cái này có thể kiểm tra lại bằng máy tính để nhiều khi mình nhầm, nó bị nhầm thì mình làm lại. 8 4 5 nhân với 2 5 3 5 3 15 viết 5 nhớ 1, 4 3 12 nhớ 1 13 viết 3 nhớ 1, 8 3 24 nhớ 1 25, 5 5 25 viết 5 nhớ 2, 4 5 20 nhớ 2 22 viết 2 nhớ 2, 8 5 40 nhớ 2 42, 5 2 là 10 viết 0 nhớ 1, 4 2 là 8 nhớ 1 là 9, 8 2 16, 5 8 7 4 3 nhớ 1 đây 4 6 10 nhớ 1 11 5 11, hãy nhớ xem đây nhỉ. Một ba năm sáu, một hai năm sáu, năm 30 viết không nhớ ba, năm năm 25 nhớ ba, tám tám nhớ hai, 35 15 nhớ 27 viết 7 nhớ 1, 1 5 là 5 nhớ 1 là 6, 62 12 viết 2 nhớ 1, 52 là 10 nhớ 1 11 viết lộn nhớ 1, 32 là 6 nhớ 1 là 7, 12 là 2, 61 là 6, 51 là 5, 31 31 1 0 nhớ 1 phần này là 8, 8 1 là 9, 9 6 15 viết 5 nhớ 1, sang này 7 về 2 14, 14 cộng 5 về 9, 9 nhớ 1, 2 3 5 nhớ 1 là 6. Cái này nhầm thì mình sẽ nhầm là chuyện thường xuyên à, tuy nhiên thì vì có máy tính rồi nên là khi mà mình sẽ kiểm tra lại máy tính. Một hai bốn, một hai năm nhân 10 thì bằng 125, viết thêm số 0 vào đằng sau, xong 2021 nhân với 100 thì bằng 2021 thêm hai số 0 đằng sau, 1991 nhân 25 nhân 4 thì bằng 1991, lấy 24 nhân 5 bằng 100 trước thì bằng 1991 cộng 0 à, 3025 nhân 125 nhân 8 thì lấy 3025 để lấy 125 nhân 8 trước, 8540 viết 0 nhân 4, 2816 nhân 4 là 20 viết 0 nhớ 2, 18 là 8 nhân 2 là 10 là 1000 đúng không? 5 4 viết 0 nhân 4, 26 nhân 4 20 viết 0 nhân 2, 8 1 là 8 20 đúng không?
thì bằng 3025 thêm 3 số 0 nữa. Tính nhẩm 125 của bài là 125, 1.25 nhân với 100 tách thành 101 tách thành 100 cộng 1 thì bằng 125 nhân với 100 cộng với 125 nhân với 1 là tính chất kết hợp của các nhân với cộng thì bằng 12500 cộng 125 25 cộng 125 1 2 6 2 5. Hai mốt nhân 49 bằng 21 nhân với 50 trừ đi 1 bằng 21 nhân với 50 trừ đi 21 nhân với 1 bằng 21 nhân 5. 51 là 5, 52 là 10. Thêm một số 0 nữa. 21 nhân 5 vẫn là 71. 1050. Cái này khéo còn nhân chậm hơn là nhân thẳng vào để giải quyết được. 219 bằng 5 trừ 3 bằng 2. 1029 nhân người ta nhân thẳng và còn nhanh hơn. 21 nhân 49, 19 là 9, 29 18, 4 là 4, 24 là 8, 9, 2, 9, 18 là 9, 11 là 10. Cái này nhân thẳng còn nhanh hơn là cái trò này. Tìm thương và số dư trong các phép chia sau. Tìm thương và số dư này thì chắc là không chia tay nữa đâu. Người ta sẽ dùng máy đấy. Ví dụ như 570 thì người ta sẽ là lấy 1092, 1092 người ta alpha vào cái chỗ phân số thì là 91 sẽ được là thương là 12 và dư là 0. Như vậy đây là phép chia hết. 2059 alpha chia cho 17 nhận được thương là 121 và dư 2. Thì cái này người ta dùng máy chứ chả ai điên thì dùng tay chia đến Tết mà hay bị nhầm. Chia tay thì cũng được thôi. Chia tay thì lấy 1092 sẽ 1092 chia 91, 109 chia 91 bằng 1, 9 chia 1 bằng 8, 10 chia 9 bằng 1, 2 xuống được 2, 2, 2, 9, 18, hết. 2059 chia 17, 20 chia 17 được 1, còn dư 3 hạ 5 xuống được 2 là 34, 34 thì còn 1 hạ 9 xuống được 1, 117 thì dư 2, 121, 19 chia 17, dư 2. 2059 được 121 dưới này không có đúng nhỉ, mình vừa bấm máy ra nhỉ.
2059. 23 chia cho 17. Được rồi, đúng không? Mình không có thêm. Rồi, ok.